Xin chào các bạn đang xem kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mấy cái mẫu cabin dành cho xe 3 bánh. Những cái mẫu này hiện tại bên em đang có là 5 màu: màu trắng, màu cam, màu xanh và màu đỏ, màu xanh lá, mái che tương ứng. Những cái mẫu mái này thì lắp được cho tất cả các dòng xe 3 bánh, xe lôi Lam Định, xe điện, xe chở hàng và tất cả các loại xe 3 bánh đều lắp được. Kích thước của nó là chiều rộng là 90 cm, chiều cao là 1m4 và mái của nó là 90 x 90. Đi theo cái bộ phụ kiện này thì bao gồm một cái gạt nước mưa tay, một đôi đèn xi nhan và một đôi gương. Và mấy cái thanh để gá đặt nữa, ốc vít các kiểu. Cái mái này thì được làm bằng tôn dập tấm và cái kính của nó là kính cường lực. Kính này rất là kính an toàn, khi vỡ là nó sẽ vụn ra, cho nên là kính vỡ vụn, kính chứ không phải meca, cho nên là nó sử dụng nó bị lâu ngày nó không bị mờ giống như anh em sử dụng meca, nó là kính đàng hoàng. Trên cái này thì nó bố trí những cái vị trí để bắt đèn xi nhan vào đây, bắt đèn pha vào đây. Cái này mình sẽ bắt thử cho các bạn một cái đèn pha cho các bạn xem. Hiện tại chúng tôi có 5 màu. Chúng tôi có 5 màu khác nhau: màu trắng, màu cam, màu xanh lục, màu đỏ và màu xanh lá. Mái thì có độ cong phù hợp và rất là dễ làm. Các bạn có thể làm mái lướt hay mái đứng. Và cái tấm ở trên này thì nó có cái gờ rãnh để thoát nước, cho nên là mình đi gặp mưa là nó sẽ không bị chảy dốc nước. Nước nó sẽ được thoát về đằng trước giống như kiểu là gờ nước của ô tô. Giá đang phân phối của một tấm này mình đang bán ra là với giá 1.500.000 đồng. Gồm phụ kiện đi theo là một cái đôi đèn xi nhan, một bộ gạt nước mưa, một đôi gương chắn hậu, một cái chống, hai thanh chống mái và một thanh rằng tấm mái trước. Giá thì chưa bao gồm cước vận chuyển và chưa bao gồm một cái đèn pha ở đằng trước. Động cơ gạt mưa thì chỉ có gạt mưa tay, có lưỡi. Các bạn nâng cấp lên thành động cơ thì phải thêm chi phí. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào cái biểu tượng hình quả chuông để nhận được thông báo ngay khi có video mới ra.